Thì cái bột á mà tráng bánh tráng dừa thì gồm có bột nè, rồi nước cốt dừa nè, rồi đường nè, rồi mè nè. Thì các bạn thấy nó là giống một cái nguyên liệu là để làm ra cái chiếc bánh ướt mình rồi. Và thông thường người ta sẽ múc ra khoảng một thau hoặc là một tô, người ta sẽ cho đường vào một tí xíu cho nó ngọt hơn, và người ta sẽ tráng thành cái chiếc bánh tráng ướt. Thì cái lúc mà đang ướt như thế, người ta sẽ cuốn lại, người ta gọi là bánh ướt. Đơn giản. Nhưng mà lúc đó mẹ mình nó có siêng hơn bạn, là nấu đậu xanh thêm nữa. Có nghĩa là lúc người ta chén ra, mẹ mình sẽ cho đậu xanh vô, hoặc là dừa, dừa xào các bạn. Cho dừa xào, và cái dừa mà gọi là cái dừa dừa sống á, các bạn nạo cái cơm dừa sống á, cũng cho vào luôn. Đó, cuốn lại thì nó là cái bánh ướt. Thì lúc mà khoảng 6 giờ 6 giờ mấy á, là Đức phải đi bộ lên cái nơi tráng bánh á, là đem bánh ướt về cho ông ngoại bà ngoại. Và mình ăn nữa, chủ yếu là mình ăn nữa các bạn. Mà ngày xưa mà ăn được một cái bánh ướt nó vui lắm, cái kiểu như là nó hạnh phúc lắm chứ không phải như bây giờ. Trời ơi, cái dừa sợi nè, rồi cộng với cái đậu xanh nè, rồi cái bột nó dai dai nữa, ăn nó ngon lắm kìa bạn, mà ăn mà nó vui nữa. Đó. Thì ngày xưa thì Đức cũng biết bơi xuồng nha, nhưng mà sáng sớm á, thì dì với lại mẹ lấy hai chiếc xuồng đi tráng bánh hết trơn rồi, thì không có xuồng nên phải đi bộ. Lúc đó thì không có xe đạp nha, đi đâu cũng là đi bộ thôi. Còn ghe với xuồng á, là hầu như là hồi xưa Đức biết chèo ghe, rồi Đức biết bơi xuồng là rất là sớm. Ở miền Tây mà các bạn, thứ nhất là lội nè. Biết bơi biết lội là chắc ăn là phải biết rồi đó. Và đặc biệt ở miền Tây là hầu như ai cũng biết lội hết, và tập lội rất là sớm luôn các bạn. Tại vì ở miền Tây sông nước mà, cái việc mà biết lội biết bơi là chắc ăn là phải phải tập đầu tiên, và phải có để tránh những cái trường hợp xấu xảy ra. Thì ngày xưa Đức nhớ là Đức tập lội bằng cái hai trái dừa khô, bằng hai trái dừa điếc á đó. Thì cột lại như thế này nè, rồi cầm tập lội thôi. Còn gia đình nào khá giả thì có mua cái con ngỗng hồi xưa, hoặc là cái bixi á. Cái bixi là cái gọi là gì ta, cái guộc guộc xe, xe tải phải không, cái guộc cái xe xe đò đó đó. Thì hồi xưa ở miền Tây quen gọi á, cái guộc đó, bơm phồng đó, gọi là cái bixi. Và thứ hai là cái con ngỗng đó, là cái đó gia đình khá giả mới tập bơi bằng cái đó. Còn lại đó là thứ nhất là tập bơi bằng cái trái dừa điếc, hoặc là cái thân cây chuối á bạn, thân cây chuối đóng lại, hoặc là cầm nguyên cái thân cây chuối tập lội chập chụm luôn. Đó là bắt buộc là phải biết ở miền Tây.